Chào các bạn. Tiếp theo chúng ta sang bài học số 13. Thì ở bài học này chúng ta sẽ học bài nói về bảng tổng hợp chi phí thiết bị. Đấy. Thì ở bài học này chúng ta sẽ có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là chúng ta tìm hiểu xem là trong thông tư 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng họ ban hành, thì là Bộ Xây dựng hướng dẫn cái chi phí thiết bị tính toán công thức như thế nào, rồi bảng biểu tính thế nào, cũng như là các số liệu đưa vào là như thế nào. Đấy. Qua cái hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì chúng ta sẽ xác định được là xem định nghĩa về cái bảng tổng hợp chi phí thiết bị là gì. Đấy. Và tiếp theo, mục thứ ba là chúng ta sẽ thực hành tính cái bảng tổng hợp chi phí thiết bị ở trong phần mềm dự toán G8. Thì chúng tôi sử dụng phần mềm dự toán G8 để mô phỏng cũng như là hướng dẫn cái việc thực hành này. Thì lý do là cái phần mềm dự toán G8 là một trong những cái phần mềm mà có cái tính năng rất là mạnh. Đấy, được sử dụng trong cả việc tính toán dự toán, tính toán tổng mức tư, rồi là tính hồ sơ đấu thầu, rồi tính quyết toán công trình. Và G8 được sử dụng ở khắp mọi miền, Bắc, Trung, Nam, rồi là rất rộng ở các chủ đầu tư, các sở xây dựng, sở giao thông, sở nông nghiệp phát triển nông thôn, cũng như là các chủ đầu tư, rồi các đơn vị tư vấn, rồi các nhà thầu. Ở đâu đâu chúng ta cũng thấy là sử dụng G8 rất là phổ biến. Thì chúng tôi sử dụng G8 để mô phỏng các bảng tính toán, cũng như là đến phần thực hành thì chúng ta sẽ dùng phần mềm G8 để thực hành. Thì để chi tiết thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái thông tư số 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố. Thì thông tư này ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016 và đến thời điểm tháng 2 năm 2019 thì thông tư này vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên thì sau này khi mà Bộ Xây dựng ra thông tư mới thì có thể là họ sẽ điều chỉnh lại các cái bảng biểu hướng dẫn. Tuy nhiên tôi cho rằng là những cái thứ bảng biểu như là tổng hợp thiết bị này nếu có thay đổi thì cũng chỉ là một vài cái nhỏ thôi, chứ không sẽ không có nhiều thay đổi. Đấy. Bây giờ chúng ta xuống cái bảng phụ lục số 2. Bảng phụ lục số 2 ở trang số 32. Đấy, là phương pháp xác định dự toán xây dựng. Đấy, thì tổng dự toán xây dựng công trình đấy, hay là tổng đầu tư thì được xác định bởi 5 chi phí, 6 chi phí. Đó, 6 chi phí. Thứ nhất là chi phí dựng. Thì cái này chúng ta đã học ở bài học số 8 là về tổng hợp chi phí, bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng. Đó. Và chi phí thứ hai là chi phí thiết bị, chính là cái bài học số 13 của chúng ta hôm nay. Đó. Rồi các chi phí về quản lý dự án, rồi tư vấn thì chúng ta sẽ nằm ở trong một cái video khác nói về tổng mức tư, thì sẽ có thêm hai chi phí này. Hai chi phí này là trong một nhé, trong một bài học. Đó. Thì trong cái bài tổng mức tư thì chúng ta sẽ có nói rõ về cái chi phí quản lý dự án và tư vấn này. Thì tại thời điểm là tháng 2 năm 2019 này thì chúng ta vẫn tuân thủ theo cái định mức số 79 năm 2017 do Bộ Xây dựng công bố. Tuy nhiên thì ở bài học này tôi sẽ không đả động gì nhiều ngoài cái việc nêu tên nó ra thôi. Thế còn chi tiết thì chúng ta sẽ xem ở cái bài về tổng đầu tư. Đó. Tiếp theo là chi phí thứ 5 là chi phí khác. Trong chi phí khác này có hạng mục chung. Đấy, rồi là cuối cùng là dự phòng. Thế thì bài học của chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ tập trung vào một cái chi phí, đó là chi phí thiết bị, ký hiệu là GTB. Đấy, cái chi phí thứ hai này. Đấy, tên nó là chi phí thiết bị. Đó. Thế thì ở cái phần phía dưới ở cái bảng 2.2, bảng 2.2 thì ở trang số 39 thì Bộ Xây dựng có hướng dẫn bảng tổng hợp chi phí thiết bị. Gồm có này. Thứ nhất là chi phí mua sắm thiết bị. Đấy. Thứ hai là chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ. Thứ ba là chi phí lắp đặt thiết bị, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị. Đó, thì có 3 chi phí đó, thì có chi phí thứ tư là chi phí khác có liên quan. Thế thì ở đây thì có các cột là chi phí thiết bị trước thuế này, thuế VAT này, sau thuế và cột cuối cùng là ký hiệu. Đấy. Thế thì để ở cái phần phía dưới thì Bộ Xây dựng có hướng dẫn chi tiết cách mà tính các cái chi phí mua sắm như thế nào. Chi phí lập một cái dự toán để tính chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ, rồi chi phí lắp đặt như thế nào. Thì ở phần tôi xin lỗi, ở phía trên chứ không phải phía dưới. Ở trang 32 ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái phần hướng dẫn hai, tức là mục 2 trong cái phụ lục 2 là hướng dẫn về xác định chi phí thiết bị, ký hiệu là GTB. Đấy. Thì ở công thức số 2.2
trang số 32, đây chúng ta nhìn là trang 32. Đó thì ở công thức số 2.2 trang 32 thì bộ xây dựng hướng dẫn là cái chi phí thiết bị sẽ bằng gì ạ? Bằng G mua sắm, tức là chi phí mua sắm thiết bị. Đấy, cộng với cả chi phí lắp đặt ký hiệu là GLD và cộng với chi phí GDT, tức là chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ. Đó. Thì ở phía dưới này, bộ xây dựng hướng dẫn mục 2.1 ở bảng phụ lục 2 thì mua sắm sẽ bằng gì ạ? Bằng cái khối lượng, bằng cái số lượng thiết bị chúng ta mua sắm nhân với cả giá của thiết bị mà chúng ta mua sắm. Đấy, chúng ta có N thiết bị thì chúng ta sẽ có N cái khối lượng, tức là N cái QI, và có N cái giá tương ứng với nó. Đấy. Đấy, trong đó thì cái giá của thiết bị, giá thiết bị ký hiệu là M thì sẽ bằng là gì ạ? Bằng chi phí mua sắm này, cộng chi phí vận chuyển thiết bị này, đấy, cộng chi phí lưu kho này, cộng chi phí bảo quản, và cộng với T. T ở đây thì ký hiệu là các loại thuế. Thì chúng ta xem là cái công thức mua sắm cái giá thiết bị thì ở công thức số 2.4. 2.4 trang 32. Đấy, trang 33, tôi xin lỗi, trang 33. Đấy, 2.4 là cái giá bao gồm có là giá mua thiết bị này. Đấy, tại nơi sản xuất hay nơi chế tạo hay là nhập cảng về Việt Nam. Thì đối với cái thiết bị mà nhập khẩu, cộng với vận chuyển, cộng lưu kho, cộng bảo quản, cộng các loại thuế nếu có. Đấy, thì thông thường là có thuế. Đấy là chi phí mua sắm, thì chúng ta liệt kê các cái loại thiết bị, số lượng của nó, giá của nó. Đấy là xong. Tiếp theo, chi phí, tôi sẽ nói cái chi phí lắp đặt trước, sau đó lắp đặt xong thì mới đào tạo chuyển giao công nghệ. Chuyện này hơi ngược. Đấy. Tôi sẽ nói cái mục 2.3 là chi phí lắp đặt thiết bị, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị, thì ở đây là chúng ta phải lập một cái dự toán. Cũng giống như là chúng ta lập cái dự toán phần xây dựng, phần lắp đặt. Thì ví dụ như là phần xây dựng gồm có phần đào đất, phần bê tông, phần thép vân vân chẳng hạn, thì ở đây cũng vậy, cái phần lắp đặt thiết bị rồi là thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị thì chúng ta cũng phải lập một cái dự toán tương tự như vậy. Đấy. Tiếp theo, chi phí tiếp theo là chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ, là cái chi phí cuối cùng đấy, thì chúng ta cũng phải lập một cái dự toán. Đấy, thì tóm lại là chúng ta có một cái bảng chi phí thiết bị, nó ở trang số 39. Đấy, ở bảng số 2.2 trang 39 là tổng hợp chi phí thiết bị. Đấy. Thì như vậy là bây giờ chúng ta phải xác định được ba cái chi phí đấy. Ba cái chi phí là chi phí mua sắm, chi phí lắp đặt hiệu chỉnh và chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ. Đấy, và chi phí khác có liên quan nếu có. Sau đó chúng ta cộng bốn chi phí lại thì ra được chi phí thiết bị ở cái bảng 2.2 này. Đấy, thì đấy là cái nội dung cơ bản mà trong thông tư 06 của Bộ Xây dựng hướng dẫn. Đó. Thế bây giờ chúng ta từ cái việc mà tìm hiểu các cái hướng dẫn ở bảng biểu cũng như công thức thì chúng ta dẫn tới một khái niệm rất là đơn giản và ngắn gọn thôi ạ. Tôi định nghĩa cái bảng tổng hợp chi phí là bảng thể hiện đấy, khối lượng cũng như là chi phí các loại thiết bị đấy, cần thiết đấy, để mà chúng ta lắp đặt đưa vào công trình đấy, để và sẵn sàng cho cái việc là khai thác công trình sau này. Đó. Thế và cái bảng tổng hợp chi thiết bị thì tuân thủ theo bảng 2.2 trong thông tư số 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng, và nó gồm có 4 chi phí. Thứ nhất là chi phí mua sắm thiết bị, thứ hai là chi phí lắp đặt thí nghiệm và hiệu chỉnh, thứ ba là chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ, và thứ tư là chi phí khác. Đó. Đấy, thì đấy là về cái định nghĩa. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái việc là chúng ta thực hành cái chi phí thiết bị này trong phần mềm G8 như thế nào. Bây giờ tôi chuyển sang phần mềm dự toán G8. Thì đầu tiên về cái chi phí mua sắm thiết bị. Chi phí mua sắm thiết bị là chi phí một nhỏ. Đầu tiên chúng ta muốn có thiết bị thì chúng ta phải mua sắm nó, đúng chưa ạ? Thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là gì ạ? Chi phí mua sắm trang số 32 là gì ạ? Chi phí mua sắm sẽ bằng là gì? Khối lượng nhân với giá cộng với các loại thuế. Thuế là T ở đây, ở công thức số 2.4. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái, chúng ta sẽ kẻ một cái bảng là tổng hợp chi bị riêng. Thế đầu tiên mới bắt đầu chúng ta chuyển sang bên tổng hợp chi bị thì phần mềm liệt kê sẵn chúng ta có 3 chi phí: một là mua sắm, hai là đào tạo chuyển giao công nghệ, ba là lắp đặt thiết bị. Tuy nhiên thì ở cái bảng tổng hợp chi bị này thì mục đích là chúng tôi muốn là chúng ta liệt kê tên các loại thiết bị ở đây. Đơn vị tính là gì? Cái chiếc bộ, số lượng mỗi chủng loại là bao nhiêu? Giá mua trước thuế là bao nhiêu? Thuế là bao nhiêu phần trăm?
Như vậy cái sheet tổng hợp chi bị này mục đích là để chúng ta nhập vào cái chi phí mua sắm thiết bị đấy, chứ không phải là chi phí lắp đặt thiết bị và chi phí đào tạo. Nhưng chúng tôi vẫn để hai cái dòng này để mục đích là nếu mà chúng ta có những cái chi phí này mà chúng ta đã tính ở ngoài thì chúng ta điền luôn cái giá trước thuế, thuế ở đây. Còn nếu như chúng ta phải lập một cái dự toán riêng cho lắp đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ thì chúng ta sẽ, tôi sẽ hướng dẫn sau, cũng trong video này nhưng mà ở phần sau là tôi sẽ hướng dẫn cái phần mà chúng ta nhập các cái chi phí thiết bị vào đây, chi phí lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị vào đây. Rồi thế bây giờ tạm thời thì chúng ta sẽ bỏ các cái chi phí đi bằng cách chúng ta bôi đen và chúng ta bấm delete đi. Để tôi lấy ví dụ thế này, delete đây. Thật sự bây giờ trong cái công trình của tôi là tôi giả thiết chỉ cần có hai loại thiết bị thôi, ví dụ như là có về thang máy chẳng hạn, hệ thống thang máy thì tôi nhập vào đây là tên là hệ thống thang máy, đơn vị là gì ạ, cái thang máy đúng chưa ạ, số lượng ví dụ trong một cái tòa nhà tôi cần có 6 cái, ví dụ như là đơn giá trước thuế của nó là 1,5 tỷ. Rồi thuế VAT của nó ví dụ 10% chẳng hạn. Đấy, thì tự phần mềm nó tính ra là gì ạ, 6 cái nhân 1,5 triệu thì thành tiền trước thuế là 9 tỷ. Đơn giá là 1,5 tỷ thì thành tiền trước thuế là 9 tỷ. Thuế 10% là 900 triệu cộng vào là 9 tỷ cộng 900 triệu là 9 tỷ 9. Đó. Tiếp theo mục thứ hai, hai là hệ thống camera chiếc chẳng hạn. Đấy. Chiếc hay cái gì đấy, ví dụ như là chúng tôi có là tổng cộng là 75 cái đấy, các tầng của một tòa nhà chẳng hạn, ví dụ thế, mỗi tầng 3 cái có 25 tầng thì 3 x 25 là 75 đấy. Giá của camera trước thuế là 2,7 triệu chẳng hạn đấy. Thuế của nó cũng 10% chúng ta điền vào đây thì tự phần mềm nó sẽ tự tính ra được là gì, cái thành tiền là 202 triệu đấy. Tiền thuế là 20 triệu 250 nghìn và sau thuế là 222 triệu 750 nghìn. Nó dùng thành lập công thức của chúng ta. Đấy, đây nó thành lập công thức của chúng ta lấy số lượng nhân với giá trước thuế. Đây nó thành lập thì lấy tiền trước thuế nhân 10% là ra tiền thuế ở đây. Đó. Tôi giả thiết rằng là chúng ta có hai cái thiết bị này và nếu chúng ta có 3 loại thì chúng ta điền vào dòng số 8. Đấy, chúng ta có 4 loại chúng ta điền vào dòng số 9. Chúng ta có tiếp theo chúng ta điền ở các dòng phía dưới. Thiếu đâu chúng ta có thể gì ạ, chèn dòng hoặc là chèn nhiều dòng. Đấy, chúng ta bấm phím insert để chèn dòng. Đấy, bấm control insert để chèn cùng một lúc nhiều dòng. Đấy, thì chúng ta chèn 5-7 dòng tùy. Tôi khuyến nghị là chúng ta dùng phím insert thì nó nhanh hơn là chúng ta phải nháy phải sau đó chọn các menu này, nếu không tiện lắm. Rồi ok. Thôi cái việc điền tiếp là có 10, 20, 30 thiết bị thì là chúng ta tương tự như hai cái này nhé. Tức là cũng điền tên, điền đơn vị, điền số lượng, rồi điền cái tỷ lệ phần trăm thuế. Đấy, thế là xong. Thì tự phần mềm nó xác định được tổng trước thuế, thuế là bao nhiêu và sau thuế là 10 tỷ 122 triệu đây. Đó, thì như vậy là chúng ta đã mô phỏng xong cái chi phí 2.1 là chi phí mua sắm thiết bị. Công thức bằng gì ạ? Q khối lượng nhân với cả giá, giá này bao gồm cả thuế rồi. Tiếp theo. Bây giờ chúng ta mô phỏng cái vấn đề thứ hai là chi phí lắp đặt. Chúng ta lắp đặt trước nhá. Lắp đặt xong rồi thì thí nghiệm xong rồi chúng ta mới đào tạo chuyển giao công nghệ. Chứ nếu mà chưa lắp đặt thiết bị thì chúng ta đào tạo làm sao? Đấy, nó vẫn đang ở trên container thì làm sao chúng ta đào tạo được. Tôi nói cái chi phí lắp đặt trước thì ở đây bộ xây dựng hướng dẫn là gì ạ, bằng xác định bằng cách lập dự toán đúng chưa ạ, giống như là đối với cả tính toán chi phí dựng, ví dụ chúng ta tính cái móng, chúng ta tính một cái sàn bê tông chẳng hạn. Đấy, bao gồm có cả cột, cả dầm, cả sàn, cả vách, cả phần thép, phần cốt pha, phần bê tông, vân vân. Thì nó giống như vậy nhé. Thì bây giờ tôi sẽ dẫn cái việc là tạo ra một cái bảng dự toán để mà tính cho cái chi phí lắp đặt thiết bị. Đấy, được chưa? Như vậy là cái mua sắm thiết bị thì chúng ta nên thể hiện là toàn bộ ở sheet tổng hợp chi phí thiết bị, trong đó có liệt kê các loại thiết bị ở đây, giá cả, số lượng ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhập một cái chi phí lắp đặt hiệu chỉnh thí nghiệm thiết bị. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta để vào cái dòng cuối cùng, sau dòng cuối cùng, hoặc chúng ta có thể chèn vào đâu đó giữa đây cũng được, tùy, nhưng mà chắc là ít người mà làm chèn vào giữa, mà thông thường chúng ta xuống dòng dưới này, chúng ta điền mã là HM viết hoa cho nó đẹp, viết thường cũng được không sao cả. Tên chúng ta điền là phần thiết bị, phần lắp đặt thiết bị cho tòa nhà chẳng hạn. Đấy,
chúng ta có thể mô tả tên cái tòa nhà đấy, tòa nhà CT1, CT2, tòa nhà N1, N2, N3, vân vân. Đó, tùy. Đấy, thì bây giờ chúng ta điền là mã là gì ạ? TT. Mã TT là tạm tính. Ví dụ như là lắp đặt hệ thống thang máy. Cái chúng ta có 6 cái thang máy đúng chưa ạ? Chúng ta mua 6 cái và chúng ta lắp đặt 6 cái. Thì tiền vật liệu là chúng ta đã thể hiện ở bên gì ạ? Bên sheet tổng hợp chi phí thiết bị rồi. Đấy, đúng chưa ạ? Tiền mua đấy, cái tiền chúng ta mua cái thang máy đấy ạ, là chúng ta tạm gọi là vật liệu đấy ạ. Nguyên vật liệu thì nó nằm ở đây rồi, thôi bỏ qua. Bây giờ chúng ta sẽ điền phần nhân công, phần máy đúng chưa ạ? Tôi lấy ví dụ như bây giờ cho nó dễ tính. Thì chúng ta tính phần nhân công là 5 triệu một cái. Đấy, tôi F5 để chúng ta nhìn cho dễ nhé. Ở đây 50 triệu rồi. Tôi insert tràn thêm vài dòng nữa nhé. Tôi đã nhập nhầm. Rồi, 5 triệu một cái. Ví dụ như là tiền máy của nó chẳng hạn. Đấy, thì ví dụ như là máy là chúng ta có 8 triệu. Đấy, chi phí máy móc để mà lắp đặt vân vân. Tôi ví dụ vậy thôi, còn cái số này chúng ta xác định thực tế lại nhé. Rồi, tiếp theo mã là TT. Rồi, lắp đặt hệ thống camera chiếc hay là bộ gì đấy tùy. Thì ở đây chúng ta nháy phải, chúng ta chọn insert, chúng ta chọn là chèn dòng, phím tắt là insert, hoặc là chúng ta nháy trên bàn phím, tôi bấm bàn phím bấm insert thì nó ra luôn. Ví dụ chúng ta điền là 3 nhân với cả 25, tức là 25 tầng, mỗi tầng là 3 cái thì là 75. Rồi, bây giờ tiền vật liệu, tức là tiền chúng ta mua camera, thì chúng ta đã thể hiện ở bên gì? Bên tổng hợp thiết bị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tính phần nhân công với phần máy chúng ta điền vào. Thì cái chi phí mà chúng ta thuê đấy, người ta lắp đặt ấy. Ví dụ như bây giờ mỗi một camera là tiền nhân công là 450.000. Đấy, tiền máy móc đo đạc các thứ vân vân 55.000 một cái. Tôi lấy ví dụ như vậy. Như vậy cái số lượng ở đây là bao nhiêu? Cái giá nhân công, giá máy để lắp đặt thang máy, lắp camera bao nhiêu thì chúng ta xác định lại dựa trên thực tế nhé. Đây là những số liệu giả định mà tôi cho nó thâm thấp như này để chúng ta dễ nhớ con số thôi, chứ giá lắp đặt chắc chắn nó không phải 5 triệu, phải cao hơn. Rồi. Rồi, thế như vậy là tôi đã khai báo xong. Tương tự như vậy tôi có thể có loại thứ hai, thứ thiết bị thứ hai, thứ ba, thứ tư vân vân, thì chúng ta điền tiếp ở phía dưới. Chúng ta chèn dòng hoặc là chèn nhiều dòng vào để mà chúng ta điền tiếp. Tôi khuyến nghị là bấm phím insert để chèn cho nhanh và đỡ phải mất công nháy phải chuột mất thời gian. Giả thiết rằng là chúng ta có N thiết bị và chúng ta nhập hết ở phần này xong rồi. Đấy. Và thậm chí nếu như bạn có một cái hạng mục lắp đặt thiết bị nữa, bạn muốn tách ra, thì bạn lại làm một gì ạ? Một cái mã là HM điền ở dưới này. Tên của hạng mục đấy bạn điền phía dưới này. Tiếp theo bạn điền các đầu việc ở đây. Đó. Cái phần lắp đặt thiết bị này chúng ta có thể là chúng ta tra các mã AE, AF, 3B, AK vân vân. Nếu như mà nó chúng ta thấy rằng nó có trong định mức thì chúng ta có thể tra, còn nếu mà không có chúng ta làm tạm tính như thế này. Đấy. Tiếp theo bước thứ hai là chúng ta vào menu công trình hệ số chi phí lắp, thì chúng ta sẽ thấy cái phần lắp đặt thiết bị cho tòa nhà, cái hạng mục đấy nó nằm phía dưới rồi. Đấy, chúng ta tích vào, sau đó chúng ta chọn loại hạng mục. Đấy. Loại hạng mục ở đây thì chúng ta thấy rằng là có xây dựng, có lắp đặt, khảo sát, sửa chữa nhà tạm, hạng mục chung, rồi lắp đặt thiết bị, thì đây chính là lắp đặt thiết bị, chúng ta chọn lắp đặt thiết bị. Đấy. Tôi mở ngoặc thêm là các cái hạng mục trên là phần xây dựng này. Đấy, loại hạng mục là xây dựng. Đấy, loại hạng mục cái này là xây dựng. Đấy, loại hạng mục là xây dựng. Đấy, đây là hạng mục chung. Thế còn cái này là gì? Là lắp đặt thiết bị. Rồi, chúng ta bấm chấp nhận. Đấy, như vậy là chúng đã khai báo cho riêng cái này là đối phần mềm là gì ạ? Riêng cái phần mà tôi bôi màu xanh này, cái hạng mục này là lắp đặt thiết bị. Đó. Tên nó lắp đặt thiết bị cho nhà và loại hạng mục của nó để khai báo cho phần mềm nó biết đây là lắp đặt thiết bị. Thì ở đây chúng ta thấy là có mấy hạng mục, 1, 2, 3, 4, 5 hạng mục. Đó. Tuy nhiên vì cái này là lắp đặt thiết bị cho nên là khi chúng ta chuyển sang bên sheet tổng hợp chi phí thiết bị, tức là chúng ta thể hiện thiết bị gì ạ? À? Tổng chi phí thiết bị của cả công trình hay là của cả dự án thì nó chỉ có 1, 2, 3 hạng mục thôi. Vì lý do cái hạng mục là lắp đặt thiết bị này nó không phải là phần xây dựng cho nên nó không được liệt kê vào cái bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng này. Nó không được liệt kê ở bảng này, nó chỉ có những phần xây dựng được liệt kê vào thôi. Đó.
Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta có phần là đào tạo và chuyển giao công nghệ thì sau khi lắp đặt xong, chúng ta có những phần đào tạo đấy thì chúng ta có thể làm một cái hạng mục mới ở phía dưới này, mã là HM, tên là đào tạo chuyển giao công nghệ, mã thông thường là các cái mã tạm tính, thì chúng ta cũng điền cái đơn giá nhân công, đơn giá máy ở đây nếu có, giống như cái phần lắp đặt thiết bị này. Và chúng ta cũng khai báo cho cái này là lắp đặt thiết bị, loại hạng mục là gì ạ? À? Chúng ta vào đây, chúng ta khai báo cho cái đấy là gì ạ? À? Lắp đặt thiết bị. Đấy. Sau khi khai báo xong thì chúng ta thấy rằng nó sẽ cái thiết bị đó nó sẽ đây là chi phí mua sắm thiết bị thì nó vẫn để nguyên, nó không đưa vào đây. Đấy. Thế vậy thì bây giờ cái chi phí lắp đặt thiết bị đấy nó sẽ đưa vào đâu? Thì chúng ta sẽ có một cái bảng tổng hợp kinh phí ở đây. Đấy, thì trước khi đi vào chi tiết bảng này trong phần mềm thì chúng ta xem ở trong thông tư ở cái bảng 2.1. Bảng 2.1 ở trang số 38. Có thấy đấy ạ. Tổng hợp dự toán chi phí dựng thì cái này tôi sẽ nói sâu hơn ở cái bài học nói về tổng đầu tư. Nhưng đây ở đây tôi nói sơ một chút là cái bảng tổng hợp dự toán này, tổng đầu tư này nó bao gồm có chi phí dựng, chi phí thiết bị. Đấy. Thì tất cả các chi phí bị đấy bao gồm cả mua sắm, lắp đặt hiệu chỉnh, đào tạo chuyển giao công nghệ nó sẽ đưa vào hết vào cái G thiết bị này. Đấy. Do đó ở bên phần mềm nó cũng tương tự. Nó cũng sẽ đưa vào chi phí thiết bị ở đây. Đấy, chi phí thiết bị ở đây. Thì trong đó cái chi phí mua sắm nó lấy đâu ạ? À? Tổng hợp chi phí thiết bị F19, chúng ta bấm Ctrl mở móc vuông. Tổng hợp chi phí thiết bị ở đây. F19 đây thì là chính là trước thuế của nó. Lấy 9 tỷ 202 triệu thì đây cũng là gì? 9 tỷ 202 triệu 500. Ok chưa? Chi phí lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh, vân vân. Thì nó lấy ở sheet không phải là tổng hợp chi thiết bị mà nó lấy gì ạ? Tổng hợp phí hạng mục OH91. Đây, cái này là 129 triệu 561 nghìn. Tôi bấm Ctrl mở móc vuông thì nó sẽ ra gì ạ? Đây. Như vậy là cái nó sẽ lấy là tổng hợp kinh phí hạng mục ô bao nhiêu OH 91 cũng là gì ạ? 129 triệu 561 nghìn. Đúng chưa ạ? 129561 đúng chưa ạ? 129561 289. Đấy thì đây cũng là 289 vì nó link công thức mà. Đó. Thế vậy thì ở đây bộ xây dựng nói rằng là cái chi phí lắp đặt thiết bị đấy, thí nghiệm hiệu chỉnh rồi là đào tạo thì chúng ta phải lập một cái dự toán thì đây chính là cái gì ạ? Bảng dự toán cho cái lắp đặt thiết bị gồm có gì ạ? Chi phí nhân công, chi phí máy, chi phí chung, thu nhập thuế trước, thuế VAT đấy, và sau thuế. Đó. Thì đây chính là cái ý thể hiện được rằng gì ạ? Trong thông tư họ dẫn là phải lập một cái dự toán cho cái phần lắp đặt hiệu chỉnh thí nghiệm rồi đào tạo chuyển giao công nghệ. Đấy, chính một cái dự toán, đây là một cái dự toán cho lắp đặt thiết bị. Đấy, và cái lắp đặt thiết bị này khi chúng ta in ra thì chúng ta sẽ phải in cái chi phí mua sắm thiết bị trước, thông thường là như vậy. Chúng ta in cái bảng này trước và đây là chi phí mua sắm. Tiếp theo chúng ta in cái bảng này ra. In cái bảng đây, cái bảng này ra từ dòng số 77 đến dòng số phía dưới này. Để chúng ta báo rằng là đây là chi phí lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị, chúng ta điền ở đây. Nếu như chúng ta có một phần nữa là chuyển giao công nghệ đào tạo thì nó lại có một cái bảng tương tự như bảng này. Đấy, nhưng ở phía dưới chúng ta in ra mỗi một cái phần chúng ta sẽ in ra một trang để mà chúng ta báo chủ đầu tư rằng là có những chi phí thiết bị như thế, mỗi một cái chi phí nó nằm ở cái trang khác nhau cho nó sạch, cho nó tách biệt ra. Đấy. Mua sắm thì in ra một trang nó nằm ở đây. Đấy. Lắp đặt thiết bị chúng ta có thể in ra nhiều trang, mỗi một trang tương tự như thế này. Và cuối cùng khi tổng hợp nó lại thì chúng ta có hai nhỏ là chi phí thiết bị, nó bao cái con số này nó bao gồm cả gì ạ? Cả mua sắm, cả lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh và gì đào tạo chuyển giao công nghệ. Đấy, như vậy cái này là tổng của cả gì của hai cái này là gì, mua sắm và chuyển giao công nghệ, lắp đặt hiệu chỉnh vân vân. Đấy, thì chúng ta in các bảng biểu tương ứng thì ở các tờ khác nhau thì chủ đầu tư sẽ nhìn được ra tất cả các chi phí cho một cái dự án từ mua sắm đến lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh đào tạo. Đó. Và mở rộng thêm, vừa rồi là tôi nói cái việc là tính cái đưa cái chi phí thiết bị bao gồm có chi phí mua sắm và chi phí lắp đặt hiệu chỉnh thí nghiệm đào tạo để vào cái dự toán cũng như là đưa vào tổng đầu tư. Thế nhưng mà nếu trong cái hồ sơ thầu bao gồm cả phần xây dựng và cả phần lắp đặt thiết bị thì chúng ta thể là đâu, thì chúng ta ở bên sheet dự toán gói thầu và khi ở dưới cùng màn hình ấy có mục là thiết bị thì là chúng ta có các lựa chọn như là không có thiết bị, hay là chỉ có mua sắm thiết bị, hay là chỉ có lắp đặt thiết bị,
hay là có đầy đủ tất cả các chi phí thiết bị, bao gồm cả mua sắm, cả lắp đặt thiết bị. Thì nếu chúng ta để là có đầy đủ thiết bị thì chúng ta sẽ có mục 1 là chi phí xây dựng, mục 2 là chi phí thiết bị. Đấy, và mục 3 mới là hạng mục chung, mục 4 mới là chi phí dự phòng. Thì cái bảng này trong thông tư của Bộ Xây dựng thì Bộ Xây dựng chỉ có mục 1 là chi phí xây dựng, mục 2 là hạng mục chung chứ không có phần thiết bị ở đây. Tuy nhiên thì nếu như mà không đưa thiết bị vào thì với một nhà thầu người ta thầu cả xây dựng, người ta thầu cả thiết bị thì cái bảng dự toán gói thầu nó không được đầy đủ. Cho nên dự toán G8 có bổ sung thêm một cái lựa chọn ở đây là có thiết bị hay không. Ví dụ có thiết bị thì chúng ta thấy rằng có mục 2 nhỏ là có thiết bị ở đây. Đấy, mà trong thông tư là chúng ta đã thấy là không có. Đấy, tôi lấy ví dụ cái bảng dự toán gói thầu. Nó ở bảng đây, bảng 2.5. 2.5. Đây chúng ta thấy 2.5 tổng hợp dự toán gói thầu. Thì chúng ta chỉ có gì ạ? Một là chi phí dựng, hai là hạng mục chung và ba là dự phòng, hết, không còn gì nữa và tổng cộng. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Một là xây dựng, hai là thiết bị chứ không hai là hạng mục chung chứ không phải là hai là thiết bị. Đó, ba là dự phòng, như vậy là không có thiết bị ở đây. Thì như tôi vừa giải thích, nếu như không có một nhà thầu họ vừa thầu cả xây dựng vừa thầu cả thiết bị thì sẽ không đáp ứng được. Cho nên là chúng tôi phải có cái lựa chọn ở đây là gì ạ? Có thể là có thiết bị hay không. Đấy, thì có thiết bị thì chúng ta sẽ có ở đây. Thế bây giờ chúng ta nếu mà muốn đúng theo của Bộ Xây dựng hướng dẫn là không có thiết bị ở trong cái bảng dự toán gói thầu này thì chúng ta chọn là thiết bị là không có, chúng ta bấm F5. Thì lúc này nó gì ạ? Nó sẽ chuyển ra gì ạ? Đúng như Bộ Xây dựng hướng dẫn là gì ạ? Một là xây dựng, hai là hạng mục chung và ba là dự phòng, tổng cộng hết chứ không có thiết bị ở đây nữa. Đấy, nhưng mà tôi khuyến nghị rằng là nếu như mà cái dự án đó, cái nhà thầu đó ấy, mà chúng ta có cả thiết bị thì tốt nhất là chúng ta chọn cái mục là có đầy đủ thiết bị ra. Đầy đủ thiết bị ra thì lúc đó là nó sẽ có đầy đủ thiết bị và cái giá trị cuối cùng đi bỏ thầu cái làm cho này 173.692.000.000 này nó đã bao gồm cả thiết bị vào đây rồi, chứ không thì lại in một cái này riêng ra thì chủ đầu tư người ta lại phải nhìn ra một cái bảng tổng hợp có cả xây dựng, cái dự toán gói thầu cho xây dựng riêng, dự toán gói thầu cho thiết bị riêng thì cũng không cần thiết lắm, thì người ta mất công người ta cộng lại thì không hay. Cho nên tôi khuyến nghị rằng là gì ạ, chúng ta có nên chọn là có đầy đủ thiết bị ở đây là tốt nhất. Đấy. Đó. Như vậy là với bài học số 13 này thì tôi đã hướng dẫn chi tiết cái tổng hợp chi phí thiết bị theo thông tư 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng ở cái bảng hướng dẫn là bảng 2.2, cũng như là cái cách vận dụng áp dụng mà đưa chi phí thiết bị và chi phí mua sắm thiết bị vào trong phần mềm như thế nào, chi phí mua sắm thiết bị bằng cách là đưa vào cái bảng tổng hợp chi phí này như thế nào, cũng như là cái việc là chúng ta tạo ra một cái phần hạng mục lắp đặt thiết bị để chúng ta tính một cái dự toán lắp đặt thiết bị như nào thì nó đưa sang bên cái bảng tổng hợp dự toán chi phí lắp đặt thiết bị đây. Đấy. Cũng như là việc là chúng ta đưa cái thiết bị đó vào trong cái bảng tổng mức đầu tư ở mục 2 nhỏ chi phí bị và nó phân rõ ra là 2.1 ở đây là mua sắm, 2.2 ở đây là lắp đặt hiệu chỉnh. Đấy, tức là 2.1 nó phân ra là một cái dấu cộng này, một dấu cộng nữa này, hai mục để chúng ta rõ ra. Cũng như là việc là chúng ta đưa cái thiết bị đấy vào trong dự toán gói thầu. Đấy, có muốn đưa vào hay không? Đưa vào thì chọn là gì ạ? Có đầy đủ thiết bị. Mà không đưa vào thì chúng ta sẽ bỏ, chúng ta chọn cái mục là gì? Không có thiết bị đi. Đấy, không có thiết bị thì chúng ta sẽ không có cái này. Đấy. Thì cái bài học này đến đây là kết thúc. Trong quá trình mà xem video học hỏi hoặc là sau này khi mà chúng ta áp dụng thực tế vào công trình ngoài đời thực của chúng ta, có vấn đề gì cần trao đổi thêm, học hỏi thêm hoặc là đóng góp ý kiến thêm với chúng tôi thì các bạn sẽ vào trợ giúp này, đóng góp ý kiến với G8 Hoàng Hà hoặc là vào trang web là dự toán g8.com. Thì cái bài học số 13 về bảng tổng hợp chi phí thiết bị xin kết thúc ở đây. Xin chân thành và cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.